Hi, xin chào các bạn. Dưới đây là lần đầu tiên các bạn xem clip của mình. Thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì cả tuần rồi Duy khá là bận, bởi vì do là cuối tháng có một cái triển lãm ô tô show. Thì các bạn cũng đã biết rồi, thì Duy phải trực ở đó mất khoảng tầm 5 ngày đó, cho nên là phải chuẩn bị những khách hàng cũng như là gặp khách hàng tại đó. Và cũng có rất là nhiều các bạn khi đến triển lãm ô tô show để tham quan các dòng xe thì cũng nhận ra Duy và đến gặp Duy và chào Duy. Thì một lần nữa cho Duy xin cảm ơn đến tất cả các bạn đã nhận ra Duy cũng như là ủng hộ kênh trong suốt cái thời gian qua. Và với cái clip này thì Duy sẽ cho các bạn xem toàn cảnh cái showroom Mercedes-Benz của Nguyễn Minh Duy như thế nào. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn nha. Và bây giờ Duy đang đứng ở phía trước showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì Duy sẽ mời các bạn đi vào bên trong cái showroom mình nha. Đó, khi mà các bạn đi vào thì các bạn sẽ thấy là ở phía bên tay phải của showroom thì sẽ có một cái bãi đậu xe ở đây. Thì rất là nhiều những chiếc xe Mercedes-Benz, bởi vì đây là những cái dòng xe lái thử bên Duy. Thì hầu như là trước khi khách hàng quyết định thì bên Duy phải mời khách hàng để lái thử xe. Thì các bạn sẽ thấy là mỗi cái mẫu xe bên Duy thì đều có một cái dòng để lái thử nè. Chẳng hạn như đây là cái chiếc xe Mercedes-Benz E250, còn chiếc xe màu trắng này là chiếc xe S450 các bạn, còn bên trong là chiếc xe GLC 200. Và chiếc xe màu đen đây thì đó là cái chiếc xe Mercedes-Benz E200, phía sau cùng là chiếc xe Vito, chiếc xe 7 chỗ các bạn. Đó, thì bây giờ Duy sẽ đi vào bên trong đây. Thì khi mà vào bên trong á, thì trước khi mà những khách hàng mà đến bên Duy á, thường là sẽ đậu xe ở đây và đi vào bên trong qua cái cửa tự động này. Đó, khi vào bên trong thì các bạn sẽ thấy là có một chiếc xe bên Duy đang chùm mền lại và chuẩn bị giao. Có rất là nhiều bong bóng, rất là đẹp. Đó, thì khi mà đi thẳng vào á, thì ngày thường nếu mà không có chiếc xe trưng bày ở đây hoặc là chiếc xe giao ở đây thì các bạn sẽ thấy ngay là cái bàn lễ tân. Cái bàn lễ tân ở đây, khi mà khách hàng bước vào đó, thì lễ tân sẽ bước ra chào hỏi khách hàng, cũng như là hỏi khách hàng coi có xem có hẹn với bạn nào bên Duy hay không. Đó, thì các bạn sẽ tự liên hệ với nhân viên bán hàng ở đây. Còn bước vào bên showroom á, thì phía bên tay trái của showroom á, thì ở đây có một chiếc xe trưng bày, khu vực trưng bày. Đó, thì hiện tại bây giờ đây là chiếc xe S450 Maybach. Thì cái khu vực này á, thì sẽ luân phiên thay đổi những cái dòng xe trưng bày khác nhau. Thì hiện tại là ở đây là đang để chiếc xe Maybach, nhưng mà một thời gian thì có thể là bên Duy sẽ đổi xe Maybach này thành một chiếc xe khác. Đó, còn phía sau này đó là cái chiếc xe GLC 300 Coupe màu đỏ các bạn. Đó, các bạn thấy không? Còn cái khu vực bên tay trái của chiếc xe Maybach này á, là cái khu vực của dịch vụ. Có nghĩa là khi mà khách hàng mà đến mà để bảo dưỡng, sửa chữa xe hay là bảo hành xe thì các bạn khách hàng sẽ thường đến cái khu vực này để mà check in làm dịch vụ. Đó, còn cái khu vực này là những cái khu vực văn phòng. Và đi thẳng qua dưới, đi thẳng về phía dưới là cái khu vực xưởng để sửa chữa. Ok, bây giờ Duy sẽ dắt các bạn xuống khu vực xưởng sửa chữa luôn nha. Dạ. Cô. Đó, đây là cái khu vực xưởng sửa chữa nè các bạn. Bên Duy đây. Thì các bạn thấy là khu vực ở xưởng sửa chữa thông thường thì bên Duy thì cái xưởng sửa chữa này rất là sạch sẽ các bạn. Đó, bởi vì là em quay anh lên hình chơi cho vui. Đó, các bạn thấy không, xưởng sửa chữa bên Duy đây. Thì bữa nay là ngày thứ bảy cuối tuần cho nên là xe ở trong xưởng cũng không có đông lắm. Đó, nếu mà các bạn mà hoặc các anh chị nào mà có bảo dưỡng xe thì nên đến vào những dịp cuối tuần như thế này thì sẽ đỡ đông hơn. Anh Trung các bạn, anh Trung đây là trưởng xưởng. Đó, người giỏi nhất về kỹ thuật ở đây.
Ok, đây là cái xưởng của bên Di. Thì bây giờ Di sẽ dắt các bạn lên cái khu vực phía trên nha. Showroom bên Di thì rất là rộng cho nên là đi chắc cũng phải mỏi chân á. Đó thì các bạn sẽ thấy không? Thì phía trước này mình bước vào nó sẽ có một cái chiếc xe đang trưng bày với rất là nhiều cái bong bóng rất là đẹp. Đó thì các bạn đang chuẩn bị coi như là hoàn tất hết rồi thì chờ khách hàng đến là nhận xe thôi. Đó, hoa thì cũng sẽ để sẵn ở trên xe như thế này. Các bạn thấy không? Một chiếc xe da quá đẹp, quá dễ thương luôn. Ok. Đó. Khi bước vào thì bên tay phải á, thì các bạn cũng sẽ thấy là có hai chiếc xe trưng bày ở đây. Và cái khu vực này hiện tại đang trống bởi vì là những cái chiếc xe mà bên Di vừa mới giao xong hết rồi. Thông thường thì chỗ này sẽ để là những cái chiếc xe mà để chuẩn bị giao cho khách. Các bạn, nguyên cái khu vực này để chuẩn bị giao xe. Đó, còn đây là cái khu vực mà để khách hàng uống cà phê cũng như là nghỉ ngơi. Các bạn thấy không? Rất là đẹp. Nếu mà khách hàng mà có hút thuốc hay là muốn ngồi ở khu vực ngoài trời á, thì các bạn có thể là ở đây, thấy ở đây. Đó, dành cho những khách hàng mà có thể là muốn thích ngồi ở bên ngoài cho không khí nó thoải mái hơn hoặc là muốn hút thuốc á, thì các bạn thấy là khách hàng sẽ ngồi ở đây. Ok. Ở đây là các tủ mà để bán các cái accessory đó các bạn. Đó. Ở đây là có cái móc áo nè, móc áo vest để mà trong xe. Đó, thì cái móc áo vest này có cái giá là 5 triệu rưỡi. Hoặc là những cái USB hình cái chìa khóa của Mercedes-Benz nè, các bạn thấy không? Hoặc là bút nè. Rất là nhiều cái accessory rất là đẹp. Đó, thì khách hàng ngồi uống cà phê, khách hàng có thể là mua những cái accessory như thế này. Còn đây là bức tường hoa lá để tăng thêm cái mảng xanh cho cái khu vực cà phê. Ok. Để chú Di làm việc con. Còn đây là cái khu vực phòng VIP bên Di. Thì thông thường đối với những khách hàng mà bên Di thì thường mời khách hàng vào đây để ngồi cũng như là để đàm phán về giá. Đó các bạn sẽ thấy không? Rất là đẹp luôn. Thì cái khu vực này nếu mà các bạn có coi những cái clip mà Di giao xe thì Di cũng có thể mời khách hàng vào đây để mà ký những giấy tờ cũng như là trao đổi để trước khi mà nhận xe. Ok. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi lên cái khu vực tầng 2, khu vực trưng bày. Ở đây sẽ có thang máy. Showroom mình thì có tổng cộng là 3 tầng các bạn nha. Thì tầng 1, đây bây giờ mình tới tầng 1 trước đi. Tầng 1 là cái khu vực mà để cho bên Duy làm việc, nhân viên làm việc. Đó thì các bạn sẽ thấy các bạn sẽ ngồi làm việc như thế nào. Ok. Đó, đây là cái khu vực mà bên Duy dành cho các bạn nhân viên bán hàng cũng như là các bộ phận ngồi làm việc ở đây. Đó, ok. Để Di mời các bạn đến cái chỗ làm việc của Di nha. Thì chỗ làm việc của Di nó hơi bề bộn một xíu nhưng mà không sao đâu. Có sao nó vậy thôi. Đó, đây là cái khu vực làm việc của Di đây. Ok. Xin giới thiệu xin khoe với các bạn luôn là đây là cái bằng bán hàng cấp cao của Di. Đó. Thì Di lấy cái bằng này năm 2015 rồi các bạn. Còn đây là những cái bằng khen về bán hàng xuất sắc của từng tháng. Thì Di sẽ đóng khung tượng trưng ở đây thôi. Nhưng mà ở phía sau này Di còn thêm rất là nhiều cái bằng ở phía sau nữa. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn lên cái khu vực tầng 2, khu vực trưng bày. Ok. Cái showroom của bên Di thì bắt đầu khai trương tháng 4 năm 2012 các bạn nha. Thì đến bây giờ nó cũng đã là 7 năm rồi, hơn 7 năm rồi. Đó, thì khi mà bước lên tầng 2 thì các bạn sẽ thấy có một cái quầy bistro ở đây. Đó, những cái quầy bistro này thì khách hàng có thể là ngồi ở đây và có thể order cà phê này nọ ở đây được luôn.
do ngày hôm nay là ngày thứ bảy cho nên là cái những cái chiếc xe mà bên Duy chuẩn bị giao cho đầu tuần á, thì bên Duy thường đem về đây, cho nên là các bạn sẽ thấy là cái kho nó, cái khu vực tầng 2 này khá là chật chội. Đây là chiếc xe C200 nè các bạn. Chiếc C200. Còn đây là cái chiếc xe C200 S Lucy. Đây là chiếc xe C300 AMG. Thì những cái chiếc xe này thì Duy cũng đã review cho các bạn xem hết rồi. Đây là chiếc E300, thì đây là cái mẫu xe mà bên Duy vừa mới ra mắt cái đây cũng không lâu. Thì nếu mà các bạn có xem cái clip này thì các bạn cũng sẽ biết cái xe E300 này. Đó, chiếc xe màu đỏ nhìn rất là thể thao các bạn nha. Đó, nếu mà các bạn mà có thích mà muốn mà Duy review kỹ một chiếc xe nào đó thì các bạn có thể là comment cho Duy ở phía dưới. Duy sẽ nếu mà cái xe nào mà Duy chưa có review thì Duy sẽ review lại cho các bạn xem. Ok, đây là chiếc xe S450 màu trắng. Thì các bạn sẽ thấy là showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy đa phần là những cái chiếc xe màu trắng và màu đen là nhiều. Đây là chiếc S450 Luxury nè các bạn. Quá đẹp luôn. Đó, thì đối với những cái chiếc xe mà bên Duy trưng bày á, thì thông thường á, là sẽ có một cái bảng giá để ở đây, những cái thông số kỹ thuật để cho khách hàng có thể là tự xem. Đó, các bạn thấy không? Đó, đó là tiêu chuẩn luôn rồi các bạn. Bắt buộc nha. Thì những chiếc xe nào trưng bày thì bên Duy sẽ phải có một cái bảng như thế này. Đó, các bạn thấy không? Mỗi chiếc xe đều có một cái bảng đứng ở phía trước hết. Còn đây là cái chiếc xe CLA 200. Rất là dễ thương các bạn ha. Các bạn thấy không? Cái mẫu xe này rất là dễ thương luôn. Thì cái dòng xe này rất là gọn, cũng như là khi mà đi trong thành phố thì rất là tiện dụng, cũng như là dành cho những cái chị khách hàng nữ mà thích lái chiếc xe di chuyển trong thành phố, có thể đưa đón con hoặc là đi làm hàng ngày á, thì đây là một cái mẫu xe rất là tuyệt vời. Rất là dễ thương và đẹp luôn các bạn. Thì cái giá của chiếc xe GLA 200 này thì cũng rất là dễ chịu các bạn nha. Chỉ có 1 tỷ 619 triệu thôi. Quá đẹp cho chiếc xe này. Đó, Duy sẽ cho các bạn xem cái kỹ cái nội thất bên trong luôn. Bởi vì cái dòng xe này hầu như là Duy chưa có review kỹ, chưa có review bao giờ luôn. Đó, nếu mà các bạn nào thích cái chiếc xe này thì muốn review chiếc xe này thì Duy sẽ review cho các bạn. Đó, các bạn cứ inbox Duy hoặc là comment ở phía dưới. Duy cảm thấy nếu mà các bạn quan tâm nhiều thì Duy sẽ review kỹ chiếc xe này hơn. Đó, đây là cái phía đuôi xe. Đó. Còn cái khu vực này các bạn nha, đây là cái khu vực cực kỳ độc đáo luôn. Đây là cái khu vực dành cho xe Maybach, và 4 chiếc xe đang đậu phía đây đều là 4 chiếc Maybach hết các bạn. Đây là chiếc xe Maybach 450 với màu sơn trắng ngọc trai. Các bạn thấy không? Màu trắng ngọc trai thì các bạn biết rồi, đây là một màu sơn rất là đẹp, cũng như là khách hàng phải trả thêm tiền cho cái màu sơn này. Đây là chiếc 450 Maybach mà màu đen, nội thất màu kem. Và cái nội thất màu kem này cũng rất là đặc biệt. Đây là nội thất màu kem mà khách hàng phải trả thêm tiền nè các bạn. Nếu mà các bạn có xem cái video clip về chiếc xe Maybach mà phải trả hơn gần 400 triệu á, thì đây. Đó đây. Ok. Và đây là chiếc Maybach 560 các bạn. Đây là Maybach 560. Các bạn sẽ nhận biết nó là qua cái bộ mâm. Maybach 560 này là có giá là 11 tỷ 099 triệu. Này các bạn thấy không? Cái bộ mâm của nó sẽ khác với 450. Ok. Và đây là cái chiếc xe Maybach S450 với màu sơn ngọc lục bảo mà cái clip trước Duy đã cho các bạn xem rồi. Thì hiện tại do cái xe này bên Duy đã bán rồi cho nên là Duy không còn để ở dưới nữa. Đây là cái màu xanh ngọc lục bảo đây. Ok. Các bạn thấy ở đây có một chiếc xe đã có biển số rồi nè. Thì do cái xe này bên Duy cũng vừa đăng ký xong cho khách hàng, cũng như là đã chuẩn bị giao. Ok, đây là Maybach S450 màu trắng luôn. Đây, Maybach luôn các bạn. Rất là nhiều xe Maybach
Nhưng mà những cái xe Maybach này bên Di hầu như đã bán hết rồi, chứ không có phải là còn trống đâu. Hầu như là nếu mà khách hàng mua Maybach bây giờ cũng phải đợi á. Ok, bây giờ Di sẽ dắt các bạn qua cái khu vực là khu vực xe đã qua sử dụng. Thì ngoài xe mới thì bên Di còn có bán những cái dòng xe đã qua sử dụng luôn. Đây các bạn sẽ thấy xe đây, đây là xe đã qua sử dụng các bạn nha. Các bạn thấy không, nó rất là mới luôn, hầu như là gần như là như những chiếc xe mới thôi chứ không khác. Để Di cho các bạn xem một chiếc xe nha. Đây là chiếc xe Mercedes-Benz E200. Thì chiếc xe này là xe của công ty, năm sản xuất là 2017, đăng ký tháng 3 năm 2019 nè. Và với cái giá bán là 2 tỷ 039 triệu, mỗi tháng trả góp là 26 triệu đồng trên một tháng. Thì chiếc xe này nói là chiếc xe cũ các bạn, nhưng mà nó là cái xe mới hoàn toàn luôn. Các bạn thấy không, ghế vẫn chưa có tháo ra luôn, cũng như là màn hình vẫn còn bọc lại nè. À, để Di coi cái chiếc xe này đi được bao nhiêu cây số rồi. Thật sự nó là chiếc xe mới á, chứ không phải là xe đã qua sử dụng đâu. Nhưng mà do bên Di đã đăng ký cái biển số rồi. Ồ, các bạn ơi, xe này là mới có 16 cây số thôi, là duyên dịch xe mới đó. Bên Di chưa có chạy, chỉ chạy đi đăng kiểm mà chạy về thôi, và đậu ở đây. Nếu mà khách hàng, các bạn, anh chị nào mà có quan tâm đến những cái mẫu xe này á, để tiết kiệm một ít chi phí á, thì các bạn có thể là chọn những cái dòng xe đã qua sử dụng bên Di. Rất là nhiều cái mẫu xe các bạn. Đây là chiếc xe E200 nè, chiếc này cũng mới luôn, chưa có lăn bánh luôn. Đây là chiếc xe C300 AMG. Cái model này là khoảng là 2016-2017 các bạn nha, model này. Ở đây cũng vậy, cái C300 này chưa lăn bánh luôn nha các bạn, màu xanh nè. Còn cái E200 này, để cái gì coi coi đã lăn bánh được bao nhiêu cây số. Ờ, 72 cây số, cũng như là xe mới thôi, không có khác gì hết. Nó còn cái khu vực bên đây cũng vậy các bạn, đây là cái khu vực cũng đậu những cái chiếc xe đã qua sử dụng rồi đó. Hiện tại thì bên Di có cái chiếc COA nè, COA 200 nè. Chiếc xe này rất là đẹp, xe này đúng là xe dành cho giới trẻ luôn các bạn. Cái kiểu dáng của nó nhìn rất là thể thao cũng như là thời trang. Ok đó. Thì hiện tại khách hàng bên Di đang coi xe. Đó là toàn cảnh cái showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy. Thì còn một cái khu vực nữa các bạn, còn cái khu vực để dành cho khách hàng khi mà đến sửa chữa xe hoặc là bảo dưỡng xe gì đó thì phải chờ đợi lâu á, thì bên Duy còn có một cái phòng nữa để cho khách hàng có thể là nghỉ ngơi hoặc là có thể làm việc luôn, relax luôn. Ok, bây giờ Duy sẽ dắt các bạn đi đến cái phòng dành cho customer. Ok, bây giờ Di sẽ dắt các bạn đến cái khu vực dành cho khách hàng nghỉ ngơi. Thì khu vực đó nằm ở dưới tầng 1 các bạn nha. Thì ở chỗ cái khu vực mà bên Di nhân viên làm việc á, thì chúng ta sẽ đi thẳng qua bên phía, đi thẳng qua tới một chút xíu là các bạn sẽ đến cái khu vực đó. Okay, đây là phòng chờ của khách hàng các bạn nha. Phòng chờ của khách hàng. Customer Lounge. Đây. Đó, khi mà khách hàng mà đến khu vực khi khách hàng mà đến sửa chữa thì các khách hàng có thể là ngồi ở đây uống cà phê và có thể là xem cái xe của mình đang sửa chữa hoặc đang bảo trì ở dưới luôn. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Thì ở đây được trang trí là bằng cái đèn màu vàng, cho nên các bạn sẽ thấy là rất là ấm cúng. Đó, thì khách hàng có thể là ngồi ở đây uống cà phê, có thể làm việc hoặc là nghỉ ngơi. Và khách hàng có thể là nhìn xuống khu vực ở phía dưới để xem những cái chiếc xe của mình đang được các anh kỹ thuật viên đang sửa chữa ở dưới luôn. Đó, các bạn thấy không?
thì cái khu vực này là cái khu vực mà khách hàng cực kỳ thích ở bên dưới luôn. Đó, chẳng hạn như khi đến ở đây nè, các bạn sẽ thấy là ở dưới là các bạn đang làm nè. Đó, đang làm cái chiếc xe S400 này. Đó, các bạn thấy không? Ngoài ra thì nếu mà khách hàng có muốn là check email hoặc là xem báo thì ở đây cũng có trang bị một cái máy tính để cho khách hàng có thể là làm việc hoặc là xem báo cập nhật tin tức ở đây, order nước ở đây. Đó, và đây là những cái phòng để dành cho khách hàng có thể là ngủ luôn các bạn, và xem tivi. Ở đây được trang bị là mỗi phòng là một cái ghế massage. Đó, các bạn thấy không? Đây, cái ghế massage rất là đã luôn á. Đó, nhưng mà cái này chỉ dành riêng cho khách hàng thôi, không có dành riêng cho Duy. Ok, mỗi phòng đều có cái vách ngăn và đều có cửa đóng kín lại, rất là riêng tư. Ok, ở đây còn có một cái màn hình để mà khách hàng có thể là xem đó, những cái đoạn clip về những cái công nghệ cũng như là chế tạo xe của Mercedes-Benz. Ok, đó là toàn cảnh cái showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy. Thì nếu các bạn có quan tâm đến bất kỳ những cái mẫu xe nào của Mercedes-Benz thì các bạn có thể là comment cho Duy ở bên dưới, hoặc là có thể là gọi trực tiếp cho Duy qua số điện thoại là 091 465 3979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những clip mới nhất về tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.